Về thế giới Pokemon, có những thông tin mà tôi nghĩ rằng ai cũng biết cả rồi, cho nên trong các video tôi cũng chỉ nhắc qua. Nhưng có vẻ như không phải vậy, vẫn có những anh em yêu cầu tôi nói về mối tương quan giữa các hệ. Trong series này tôi sẽ điểm qua những thông tin của từng hệ một trong số 18 hệ của thế giới Pokemon, tìm hiểu sự tương tác lẫn nhau của chúng, cũng như những điều thú vị nhất của từng hệ một nhé. Tôi sẽ bắt đầu với hệ bình thường nhất, đó là hệ thường. Hệ này có tổng cộng 115 Pokemon, vào thế hệ thứ 6 thì đã có 12 Pokemon hệ thường được chuyển thành hệ tiên. Tuy vậy, hệ thường vẫn giữ vững vị trí là hệ nhiều Pokemon thứ 2, chỉ sau hệ nước. Về mặt phòng ngự, các Pokemon hệ thường chỉ có một điểm yếu là nhận gấp đôi sát thương từ những chiêu thức hệ giác đấu, ngang bằng với hệ điện là hai hệ có ít điểm yếu nhất. Nhưng hệ thường cũng chỉ có thể miễn nhiễm được những đòn tấn công từ hệ ma, ngoài ra thì không kháng được bất kỳ một hệ nào nữa, kể cả chính nó. Điều này khiến cho hệ thường gần như là hệ dở nhất để phòng thủ, may ra là hơn được hệ băng. Còn về mặt công kích, đáng tiếc là hệ thường cũng quá thường, mong đợi cái gì chứ? Các chiêu thức của hệ này không thể khắc chế được một hệ nào cả, nhưng vẫn bị giảm một nửa sát thương lên hệ đá và thép, đồng thời vô hiệu với hệ ma. Vâng, hệ thường và ma là hai hệ duy nhất miễn nhiễm lẫn nhau. Tôi có thể hiểu được cái logic việc hệ ma không bị những đòn tấn công thường đánh trúng, còn ngược lại thì chịu. Có anh em nào biết thì giải thích cho tôi với nhá. Tuy nhiên, các chiêu thức hệ thường vẫn có thể đánh trúng được Pokemon ma nếu như Pokemon sử dụng mang đặc tính Scrappy, hoặc là sau khi Pokemon ma đó đã bị trúng đòn Foresight hoặc là Odor Sleuth. Hệ thường có rất ít kết hợp với các hệ khác, phổ biến nhất là song hệ thường bay hay gặp ở mấy con chim bản địa. Còn những 6 sự kết hợp chưa xuất hiện là thường ma, thường độc, thường đá, thường thép, thường bọ và thường băng. Cho đến hiện tại có 4 phòng huấn luyện hệ thường nằm ở thành phố Golden Road vùng Johto với thủ lĩnh là Whitney cùng với con Mew tranh ác mộng cho tất cả những ai đã từng chơi bản Gold và Silver. Thứ hai là ở thành phố Peterburg vùng Hoenn của thủ lĩnh Norman có con Slucky một đấm mà ông ta dùng để khủng bố chính con trai con gái của mình. Còn ở vùng Unova có tận 2 chim hệ thường nằm ở thành phố Necrin của thủ lĩnh Lenora và ở thành phố Asteria với thủ lĩnh là Cheren. Cả hai đều là gym cơ bản cho nên không có gì đáng để nói lắm. Các Pokemon của hệ thường đa phần chỉ là những con vật bình thường mà chúng ta thường thấy trong cuộc sống thường ngày. Ví dụ như là chỉ là một con mèo, chỉ là một con chuột, chỉ là một con chó, một con thỏ, một con gấu, một bác bầy nhầy, hay đơn giản chỉ là một vị thần toàn năng kiến tạo ra cả thế giới. Hệ này có 3 Pokemon huyền thoại, đó là vị thần khổng lồ rơi non lấp bể Regigigas, Pokemon tổng hợp Type Null và dạng tiến hóa của nó là Silvalight, cùng với 2 Pokemon huyền ảo là đấng toàn năng Arceus và Pokemon giai điệu Meloetta. Quá hiển nhiên cái vị trí Pokemon mạnh nhất hệ thường là thuộc về vị thần tối cao Arceus mà chúng ta vừa nhắc đến. Vốn dĩ Pokemon này có thể mang bất kỳ hệ nào nó muốn, hay có thể nói là nó mang tất cả các hệ. Nhưng mặc định thì nó là một Pokemon hệ thường, cho nên tôi sẽ chỉ nhắc đến nó trong video này thôi nhé. Arceus mang hình dạng giống như một con ngựa bị kẹt trong hàng rào. Theo truyền thuyết thì đây là Pokemon huyền ảo đã tạo ra cả vùng đất Sinnoh và có thể là đã tạo ra cả thế giới Pokemon. Ngài đã sinh ra bộ ba sáng tạo là Dialga, Palkia và Giratina cùng với bộ ba trí tuệ UCA, Azef và Misprit. Đây cũng sẽ chính là nhân vật chủ đề của tựa game Pokemon Legend Arceus sẽ được ra mắt vào đầu năm 2022. Hy vọng rằng chúng ta sẽ còn được khám phá những truyền thuyết mới về nó. Về sức mạnh thì có lẽ chúng ta cũng không cần phải bàn nữa khi mà đã nói đến một đấng toàn năng. Arceus mạnh mẽ ở mọi khía cạnh. Nhưng dĩ nhiên vì là một Pokemon huyền ảo bị hạn chế thi đấu cho nên chúng ta rất ít được thấy Pokemon này xuất hiện. Thế còn Pokemon dở tệ nhất thì sao? Trong thế giới mà hầu như tất cả các Pokemon đều tiến hóa và tất cả các Pokemon đều có một hình thái sơ sinh thì có lẽ rất không công bằng khi lấy những em bé đấy ra để nói về sự yếu ớt. Bởi vì riêng cái tiềm năng tiến hóa để trở nên mạnh mẽ hơn của chúng cũng có thể được tính là một phần sức mạnh rồi. Thế nhưng vẫn có một số Pokemon vốn đã rất yếu lại không có dạng tiến hóa khiến cho chúng nó bị lãng quên trong tiềm thức của rất nhiều người. Để đưa ra con Pokemon vô dụng nhất trong số những Pokemon hệ thường, có lẽ tôi sẽ chọn Farfetch của vùng Kanto. Nói thật là trước khi Gen 8 giới thiệu con Galarian Farfetch, tôi đã thực sự quên mất Pokemon này tồn tại. Farfetch dở tệ ở rất nhiều khía cạnh, nó có một thiết kế nhàm chán, đơn giản chỉ là một con vịt trời. Song hệ của nó cũng nhàm chán là thường và bay. Khả năng chiến đấu thì cực kỳ hạn chế với tất cả chỉ số dưới trung bình.
Thậm chí đến Gen 7 họ đã tăng cho nó tận 25 điểm tấn công vật lý, nhưng cũng không thể làm cho Pokemon này được chú ý hơn một tí nào. Nếu như Farfetch được tạo ra vào các bản Pokemon mới hơn, thì có lẽ người ta sẽ gán cho nó ít nhất một cái đặc tính hoặc là một tuyệt chiêu đặc biệt để đem lại sự thú vị gỡ gạc cho nó. Nhưng đáng tiếc điều này lại được dành cho người anh em vùng Gala, chứ Farfetch vùng Kanto thì chẳng có cái gì hết. Không có tuyệt chiêu và cả ba đặc tính của nó đều không thể giúp đỡ được gì nhiều. Có vẻ như điều này đã gặp khó khăn trong quá trình chuyển lên đồ họa 3D, nhưng ở bảng Ruby, Sapphire và Emerald, những đốm màu trên mặt của loài Spinda được tạo ra hoàn toàn ngẫu nhiên với mỗi con, tùy theo cái mã ID riêng biệt của chúng. Tôi không biết người ta đã sử dụng thuật toán nào để tính ra con số cụ thể, nhưng thông tin của Bulbapedia nói rằng có đến 4.294.967.296 bộ vị trí đốm khác nhau của loài Spinda. Cho nên, nếu như anh em nào có hai con Spinda mang đốm mặt giống hệt nhau ở Gen 3 thì chưa cần phải là Shiny, anh em đã có trong tay một trong những cặp Pokemon hiếm hoi nhất thế giới rồi. Hệ thường còn sở hữu một Pokemon có nhiều dạng tiến hóa nhất và tất cả mọi người đều biết tôi đang muốn nói về điều gì. Gương mặt thương hiệu lớn thứ nhì của Pokemon chính là Eevee. Là Pokemon có đến 8 dạng tiến hóa khác nhau thành 8 hệ khác nhau, đó là Flareon hệ lửa, Vaporeon hệ nước, Jolteon hệ điện, Espeon hệ siêu linh, Umbreon hệ bóng tối, Lithion hệ cỏ, Glaceon hệ băng và Sylveon hệ tiên. Có vẻ như tất cả những người hâm mộ vẫn còn muốn Eevee có thêm nhiều dạng tiến hóa nữa, mặc dù là đã qua 2 thế hệ rồi vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Cả Eevee và các dạng tiến hóa của nó đều là những Pokemon cực kỳ được yêu thích. Mỗi con có một nét quyến rũ riêng và nếu tổng cộng tất cả số fan của cả gia đình lại thì tôi cũng không ngạc nhiên nếu như đây là gia đình Pokemon được yêu thích nhất thế giới. Porygon cùng với hai dạng tiến hóa của nó là Porygon 2 và Porygon Z là loài Pokemon nhân tạo được sinh ra hoàn toàn nhờ lập trình, không cần ăn uống và có thể di chuyển trong không gian điện tử. Về cái điều này thì có thể có hai cách hình dung. Một là ngay cả trong thế giới Pokemon thì con Porygon cũng chỉ được tính là một nhân vật ảo. Hoặc hai là cái con Porygon đang tồn tại trong máy chơi game và điện thoại của anh em ngoài thế giới thực này cũng được tính là một Pokemon thật. Tôi thì tôi thích cái cách nghĩ thứ hai hơn. Ngoài ra thì hệ thường còn tự hào sở hữu gia đình Pokemon có chỉ số thể lực cao bậc nhất thế giới, đó là Chansey và dạng tiến hóa của nó, Blissey. Hai Pokemon này chiếm luôn vị trí top 1 và 2 của bảng xếp hạng thể lực cơ bản. Bên cạnh đó, chúng nó còn có chỉ số phòng vệ đặc biệt cơ bản cũng cao ngất ngưỡng, đứng ở trong top 14. Và Pokemon cuối cùng nhưng cũng không kém phần đặc biệt mà tôi muốn nhắc đến ở đây là Smeargle. Chú chó họa sĩ có khả năng học được gần như toàn bộ các chiêu thức trên thế giới bằng cách quan sát và copy vĩnh viễn với chiêu độc quyền ký họa. Tại sao lại nói là gần như? Bởi vì có một vài chiêu thức nhất định như là Dark Void của Darkrai và Hyper Space Fury của Hoopa đã bị hạn chế vì lý do cân bằng game. Về mặt chiêu thức, hệ thường có tổng cộng 187 chiêu là nhiều nhất trong tất cả các hệ. Trong đó, chiêu tấn công có sức công phá mạnh nhất là Explosion, mang sức mạnh 250 cũng là mạnh nhất trong tất cả các hệ luôn. Chiêu này sẽ tự kết liễu Pokemon thi triển, cho nên thường được sử dụng để đổi mạng, triệt hạ những đối thủ khó nhằn. Ngoài ra, hệ thường còn có một sở trường nữa là những chiêu thức tấn công bằng âm thanh, điển hình là hai chiêu Boom Burst với sức mạnh 140 và Hyper Void sức mạnh 90. Những chiêu thức âm thanh này có một điểm lợi là có thể đánh xuyên qua các vật thế thân Substitute, nhưng lại không có tác dụng với những Pokemon có đặc tính cách âm. Rất may mắn là những Pokemon có đặc tính cách âm này cũng không mạnh đến mức đấy, cho nên có thể nói là những chiêu âm thanh có nhiều lợi hơn là hại. Bản Pokemon Sword and Shield mở đầu Gen 8 còn mang đến thêm một trang bị nữa để hỗ trợ riêng cho những chiêu thức này, đó là bình xịt họng Frostbray. Trang bị sẽ tăng một bậc tấn công đặc biệt cho người sử dụng sau khi thi triển một chiêu thức âm thanh rất mạnh và dễ kích hoạt. Tuy nhiên, chiêu thức phổ biến nhất của hệ này lại không phải là một chiêu tấn công mà là chiêu phòng ngự Protect. Pokemon sử dụng sẽ không bị trúng đòn trong lượt đó nhưng cũng không thể làm gì khác. Chiêu này đặc biệt thường thấy trong đấu đôi và được sử dụng bởi hầu như tất cả các Pokemon. Nếu như anh em chỉ chơi game bình thường thì có lẽ sẽ thấy cực kỳ ức chế bởi mấy con Pokemon giữa đường sử dụng chiêu này, làm mất thời gian và sức lực, giảm tốc độ luyện level của mình. Nhưng đây chính là điểm lợi đầu tiên mà nó mang đến khi áp dụng vào chiến đấu, đó là để câu giờ và thăm dò chiêu thức của đối phương. Những chiêu thức mạnh thường sẽ chỉ sử dụng được một vài lần,
Chưa kể đến một vài chiêu thức cần phải tụ trước hoặc là hồi sức sau khi tấn công. Việc phán đoán và chặn được tiêu hao sức lực của đối thủ chắc chắn sẽ mang đến lợi thế. Chưa kể những Pokemon có đặc tính Pressure còn có thể khiến cho chúng thiệt hại gấp đôi. Nguyên lý này được gọi là PP Stalling. Trong đấu đôi, nếu như đoán được hướng tấn công của Pokemon đối thủ và bảo vệ được đúng Pokemon chúng nhắm đến, thì có thể lãng phí hoàn toàn lượt đánh của đội bạn và vẫn có thể tấn công bằng Pokemon còn lại của mình. Nghe thì có vẻ như là mất thời gian khi cả hai Pokemon đều không thể làm được gì khi bảo vệ. Nhưng thực chất thì trang bị và đặc tính vẫn hoạt động như bình thường. Đối với những Pokemon không có cách nào để phục hồi thì một chút thể lực từ việc cặm táo cũng rất là quý giá, hoàn toàn có thể giúp cho chúng trụ được thêm một phát đánh. Trong thời gian đó thì việc câu giờ vẫn khiến cho Pokemon đối thủ nhận sát thương từ thời tiết hoặc là trúng độc. Một ví dụ nữa là đặc tính Speed Boost cực kỳ lợi hại. Mỗi lần Protect là Pokemon của anh em lại trở nên nhanh nhẹn hơn, giữ vững được lợi thế. Thêm một đặc điểm nữa mà Gen 8 mang đến cho những chiêu bảo vệ như Protect, đó là việc những chiêu này sẽ không thể bảo vệ Pokemon hoàn toàn khỏi Max Move mà vẫn nhận một chút sát thương. Điều này nghe thì có vẻ thiệt nhưng thực chất lại là một lợi thế cực kỳ lớn cho Pokemon sử dụng Protect. Đó là việc nếu có thể phán đoán được chiêu Max Move khắc hệ và tự bảo vệ trước thì có thể kích hoạt được trang bị Weakness Policy mà không bị tổn thương quá nhiều. Và sau khi được trang bị này tăng sức tấn công thì việc lật kèo ngay đòn tấn công tiếp theo là hoàn toàn có thể xảy ra. Hệ thống chiêu thức của hệ thường còn bao gồm rất nhiều chiêu hỗ trợ thông dụng mà hầu như Pokemon hỗ trợ nào cũng có thể học được. Như là Helping Hand, Follow Me, tôi không thể kể ra hết ở đây được vì lý do hiển nhiên. Ngoài ra thì còn có hai chiêu thức setup rất khủng là Sword Dance tăng 2 bậc tấn công vật lý rất thường thấy và Shell Smash hy sinh 1 bậc của 2 chỉ số phòng thủ để tăng 2 bậc cho 2 chỉ số tấn công và cả tốc độ nữa. Một chiêu thức rất là khủng và dễ sử dụng. Các đòn tấn công của hệ thường sẽ biến thành Breakneck Blitz hay tiếng Nhật gọi là Super Dash Attack khi sử dụng Normalium Z. Còn khi Dynamax thì sẽ chuyển thành Max Strike, khi đó chiêu thức sẽ giảm tốc độ của toàn bộ đối phương nếu như đánh trúng. Bên cạnh đó có 3 đòn tấn công G-Max của hệ thường, đó là G-Max Cuddle của Eevee, G-Max Golrush của Melt và G-Max Replenish của Snorlax. Còn một điều nữa mà tôi rất thích của hệ thường, đó là có những đặc tính để biến đổi đòn tấn công hệ thường thành hệ khác. Ví dụ như Aerialet sẽ biến thành hệ bay, Pixielet biến thành hệ tiên, Galvanize biến thành hệ điện, Refrigerate biến thành hệ băng. Còn có một đặc tính ngược lại là Normalize biến tất cả các chiêu thức thành hệ thường. Đây là đặc tính độc quyền của gia đình Skitty và Delcati. Và đó là một vài thông tin thú vị tổng quan về hệ thường. Tôi sẽ còn 2 video nữa về hệ này trước khi chuyển sang hệ khác. Nếu như anh em có góp ý gì về những điều muốn tôi đề cập đến trong chuỗi video này thì hãy cho tôi biết trong phần comment nhé. Trước mắt và giữa tháng 6 này chúng ta sẽ có một cái Pokemon Direct. Anh em ta hãy cùng nhau hóng hớt để xem liệu có Pokemon mới nào được giới thiệu hay không. Còn bây giờ thì peace.